Ôn thi bằng lái xe anh, bài 10. Lesson 10, Rules of the Road. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về speed limit, giới hạn tốc độ. Bạn không được lái xe nhanh hơn giới hạn tốc độ ở đường bạn đi và giới hạn tốc độ cho loại xe của bạn. Trong trường hợp không có giới hạn nào được hiển thị, giới hạn tốc độ quốc gia cho ô tô và xe máy là 60 dặm trên giờ ở đường đơn và 70 dặm trên giờ ở trên đường đôi hoặc đường cao tốc. Ngoài ra thì có giới hạn tốc độ thấp hơn cho những chiếc xe kéo remote hoặc xe kéo caravan là 50 dặm trên giờ trên đường đơn và 60 dặm trên giờ trên đường đôi hoặc đường cao tốc. Cụ thể hơn thì ta có bảng giới hạn vận tốc cho các phương tiện như sau. Thứ nhất là đối với xe ô tô và xe máy, bao gồm các loại xe hơi, xe vận chuyển dưới 2 tấn và xe máy, thì giới hạn tốc độ ở khu vực công trường đang xây dựng là 30 dặm trên giờ, ở đường đơn là 60 dặm trên giờ, ở đường đôi và đường cao tốc là 70 dặm trên giờ. Đối với xe kéo caravan hoặc trailer, giới hạn tốc độ ở khu vực công trường đang xây dựng là 30 dặm trên giờ, ở đường đơn là 50 dặm trên giờ, ở đường đôi và đường cao tốc là 60 dặm trên giờ. Đối với xe bus, xe khách và minibus không dài quá 12 mét, thì giới hạn tốc độ ở khu vực công trường đang xây dựng là 30 dặm trên giờ, ở đường đơn là 50 dặm trên giờ, ở đường đôi là 60 dặm trên giờ và ở đường cao tốc là 70 dặm trên giờ. Đối với xe tải chở hàng không quá 7,5 tấn, giới hạn tốc độ ở khu vực công trường đang xây dựng là 30 dặm trên giờ, ở đường đơn là 50 dặm trên giờ, ở đường đôi là 60 dặm trên giờ và ở đường cao tốc là 70 dặm trên giờ. Và đối với xe tải chở hàng trên 7,5 tấn, giới hạn tốc độ ở khu vực công trường đang xây dựng là 30 dặm trên giờ, ở đường đơn là 50 dặm trên giờ, ở đường đôi và đường cao tốc là 60 dặm trên giờ. Câu 1. Bạn đang đi trên một con đường chính bận rộn và nhận thấy rằng bạn đang bị đi sai hướng, bạn nên làm gì? Thứ nhất là rẽ vào đường phụ ở phía bên phải và lùi xe ngược ra đường chính. Thứ hai là quay đầu xe ở đường chính. Thứ ba là thực hiện rẽ 3-point turn trên đường chính. Thì 3-point turn được hiểu là phương pháp quay ô tô trong một không gian hẹp bằng cách tiến lên rồi lùi lại rồi tiến lên lùi lại vài lần. Và thứ tư là thực hiện quay đầu xe trong một con đường phụ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Bạn nên thực hiện quay đầu xe trong một con đường phụ. Đừng quay đầu xe trên một con phố đông đúc hoặc lùi xe từ đường phụ ra đường chính. Hãy tìm một con đường nhỏ yên tĩnh và chọn một nơi mà bạn sẽ không cản trở lối vào hoặc lối ra để quay đầu xe. Hãy để ý những người đi bộ và người đi xe đạp cũng như những người tham gia giao thông khác. Câu 2. Khi nào bạn không được dừng lại ở clear way? Thì clear way chính là con đường cấm xe cộ không được dừng lại. Thứ nhất là bất cứ lúc nào cũng không được dừng. Thứ hai là khi nó bận rộn. Thứ ba là trong giờ cao điểm. Và thứ tư là vào ban ngày. Thì đáp án đúng ở đây, đáp án thứ nhất, bất cứ lúc nào cũng không được dừng. Clear way là nơi mà các phương tiện giao thông có thể lưu thông mà không có sự cản trở bởi các xe đang đỗ. Chỉ cần một chiếc xe đang đỗ có thể gây cản trở cho tất cả các phương tiện giao thông khác. Bạn không được dừng lại ở clear way, thậm chí không được đón hoặc thả hành khách ở đây. Câu 3. Để giúp giữ cho chiếc xe của bạn an toàn vào ban đêm, bạn nên đỗ xe ở đâu? Thứ nhất là gần đồn cảnh sát. Thứ hai là trên một con đường yên tĩnh. Thứ ba là trên một con đường có hai vạch đỏ. Và thứ tư là trong một khu vực có nhiều ánh sáng. Thì đáp án đúng ở đây, đáp án thứ tư, ở một khu vực có nhiều ánh sáng. Bất cứ khi nào có thể, hãy đỗ xe trong một khu vực sẽ được chiếu sáng vào ban đêm. Câu 4.
Bạn đang đi trên một con đường với những chiếc xe đang đỗ bên tay trái. Tại sao bạn nên giảm tốc độ xuống? Thứ nhất là làm thế để các xe đang đi tới có thể nhìn thấy bạn rõ hơn. Thứ hai là bạn có thể tắt báo động xe hơi. Thứ ba là có thể có xe tải giao hàng trên đường phố. Và thứ tư là bởi vì trẻ em có thể chạy ra từ giữa các xe đang đỗ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, bởi vì trẻ em có thể chạy ra từ giữa các xe đang đỗ. Hãy đi chậm và cẩn thận khi đi qua các xe đang đỗ. Cẩn thận với các phương tiện có thể xuất hiện, đặc biệt là xe đạp, xe máy, người đi bộ và nhất là trẻ em, vì chúng có thể chạy ra đường từ giữa các xe. Câu 5. Bạn đang đến gần một ngã ba bận rộn. Bạn nên làm gì khi vào giây phút cuối cùng bạn nhận ra mình đang đi sai làn đường? Thứ nhất là tiếp tục đi làn đó. Thứ hai là cố gắng đổi làn. Thứ ba là dừng xe lại đợi đường thoáng. Và thứ tư là ra dấu hiệu bằng tay để cắt ngang đường xin đổi làn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, tiếp tục đi làn đó. Đôi khi các vạch kẻ đường bị che khuất bởi các xe đang xếp hàng nối đuôi nhau, hoặc bạn không chắc chắn nên sử dụng làn đường nào. Nếu vào giây phút cuối cùng bạn thấy mình đi sai làn đường, đừng cắt ngang để đổi làn hoặc bắt những người lái xe khác nhường đường cho bạn. Hãy đi tiếp theo làn đường bạn đang đi và tìm nơi nào đó an toàn để quay đầu và tham gia lại đúng tuyến đường của bạn. Câu 6. Nơi nào an toàn nhất để đỗ xe vào ban đêm? Thứ nhất là trong gara để xe. Thứ hai là trên một con đường đông đúc. Thứ ba là trong một bãi đậu xe yên tĩnh. Và thứ tư là gần một tuyến đường có hai vạch kẻ đỏ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, trong gara để xe. Nếu bạn có một gara để xe, hãy sử dụng nó. Xe của bạn ít có khả năng vào tầm ngắm của tội phạm xe nếu để ở trong nhà để xe. Ngoài ra, vào mùa đông, các cửa sổ xe sẽ được giữ sạch sẽ, không có băng và tuyết bám. Câu 7. Bạn có thể đỗ xe cách ngã ba ít nhất là bao nhiêu mét? 10 mét, 12 mét, 15 mét hay 20 mét? Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, 10 mét. Không đỗ xe trong vòng 10 mét, tức 32 feet, từ ngã ba, trừ khi ở nơi đỗ xe được ủy quyền. Điều này là để cho phép các tài xế có thể rẽ ra hoặc rẽ vào ngã ba, giúp đường thông thoáng và họ có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn về con đường họ đang tham gia. Nó cũng cho phép họ thấy các mối nguy hiểm ở phía trước như người đi bộ hoặc người đi xe đạp ở ngã ba. Câu 8. Bạn đang đi trên đường đôi có hai làn, tại sao bạn sẽ cần sử dụng làn đường bên phải? Thứ nhất là để vượt qua các xe chậm hơn. Thứ hai là để đạt được tiến độ bình thường. Thứ ba là khi ở tốc độ tối thiểu cho phép. Và thứ tư là để lái xe ở tốc độ cao không đổi. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, để vượt qua các xe chậm hơn. Thông thường bạn nên đi ở làn bên trái và chỉ sử dụng làn bên phải để vượt xe hoặc rẽ phải. Câu 9. Bạn muốn rẽ phải tại một box junction. Các phương tiện giao thông đang đi tới, bạn nên làm gì? Thứ nhất là đợi trong box junction cho đến khi lối ra của bạn clear. Thứ hai là đợi trước box junction cho đến khi không còn xe nào đi tới. Thứ ba là lái thẳng, bạn không thể rẽ phải ở đây. Và thứ tư là lái xe từ từ vào box junction khi được báo hiệu bởi chiếc xe đang đến. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, đợi trong box junction cho đến khi lối ra của bạn clear. Bạn có thể đợi trong box junction miễn là lối ra của bạn clear. Câu 10. Trên đường đơn có biển báo này, tốc độ tối đa được phép cho một chiếc xe kéo trailer là bao nhiêu? 30 dặm trên giờ, 40 dặm trên giờ, 50 dặm trên giờ hay 60 dặm trên giờ? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, 50 dặm trên giờ. Khi bạn kéo theo trailer, giới hạn tốc độ xe sẽ là 50 dặm trên giờ.
Các giới hạn tốc độ thấp hơn này áp dụng cho các phương tiện kéo tất cả các loại xe kéo, bao gồm cả xe kéo caravan và xe kéo cỗ xe ngựa, khi đi trên đường đơn. Câu 11. Có một máy kéo phía trước, bạn muốn vượt qua nhưng không chắc chắn liệu nó có an toàn để vượt không, bạn nên làm gì? Thứ nhất là theo sau một chiếc xe khác khi nó vượt qua máy kéo. Thứ hai là bấm còi của bạn để làm cho máy kéo đi sang một bên nhường đường bạn. Thứ ba là tăng tốc nhanh, nháy đèn của bạn với các xe sắp tới. Và thứ tư là ở lại phía sau máy kéo nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ gì về sự an toàn nếu vượt qua nó. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Bạn nên ở lại phía sau máy kéo nếu bạn có sự nghi ngờ về sự an toàn khi vượt qua nó. Hãy ở lại phía sau máy kéo, mặc dù đôi khi nó khiến bạn cảm thấy khó chịu khi bị đi chậm hơn, nhưng bạn không nên vượt qua nếu bạn không chắc chắn rằng liệu nó có an toàn để làm như vậy không. Thà bị trì hoãn trong 1 hoặc 2 phút còn hơn là tạo ra khả năng xảy ra va chạm xe cộ. Câu 12. Khi nào thì bạn có thể dừng xe ở Urban Clearway? Thứ nhất là để nhận và đón hành khách. Thứ hai là sử dụng điện thoại di động. Thứ ba là để hỏi đường. Và thứ tư là để tải hoặc giữ hàng hóa. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, để nhận và đón hành khách. Urban Clearway có thời gian hoạt động được ghi rõ ràng. Trong thời gian đó, bạn không được phép dừng xe của mình trên đường hoặc bên đường, ngoại trừ khi đón hoặc thả hành khách. Bạn có thể biết khi nào Urban Clearway kết thúc khi bạn thấy một biển báo có chữ Urban Clearway End. Câu 13. Bạn nên xi nhan như thế nào khi bạn sẽ đi thẳng qua vòng xuyến? Thứ nhất là xi nhan phải khi đến gần vòng xuyến và sau đó xi nhan trái để rời khỏi bùng binh. Thứ hai là xi nhan trái sau khi bạn rời khỏi vòng xuyến và đi vào con đường mới. Thứ ba là xi nhan phải khi đến gần vòng xuyến và tiếp tục giữ xi nhan sau đó. Và thứ tư là xi nhan trái ngay sau khi bạn vượt qua vòng xuyến và trước khi bạn đi thẳng vào lối đi bạn muốn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, xi nhan trái ngay sau khi bạn vượt qua vòng xuyến và trước khi bạn đi thẳng vào lối đi bạn muốn đi. Khi đi thẳng về phía trước qua một bùng binh tức vòng xuyến, đừng xi nhan khi bạn đến gần nó. Chỉ xi nhan trái ngay sau khi vượt qua vòng xuyến và trước khi tới lối ra mà bạn muốn đi tiếp. Câu 14. Khi nào bạn có thể lái xe trên một lối đi bộ? Thứ nhất là để vượt qua các xe đang đi chậm. Thứ hai là khi vỉa hè rất rộng. Thứ ba là nếu không có người đi bộ gần đó. Và thứ tư là để rẽ vào nhà. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, để rẽ vào một căn nhà. Lái xe trên lối đi bộ là bất hợp pháp, ngoại trừ bạn cần phải lái qua đó để có thể vào một ngôi nhà. Nếu bạn cần băng qua vỉa hè, hãy ưu tiên những người đang đi bộ. Câu 15. Bạn nên làm gì khi không chắc chắn liệu có an toàn để lùi xe không? Thứ nhất là bấm còi, thứ hai là dồ máy, thứ ba là ra khỏi xe và kiểm tra. Và thứ tư là lùi từ từ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, ra khỏi xe và kiểm tra. Một đứa trẻ nhỏ có thể bị che khuất phía sau xe bạn. Vì vậy nếu không thể nhìn thấy tất cả xung quanh và phía sau, bạn hãy ra khỏi xe và kiểm tra. Bạn cũng có thể nhờ ai đó đáng tin cậy đứng bên ngoài xe để hướng dẫn bạn lùi xe an toàn. Câu 16. Xe nào có nhiều khả năng có hướng đi bất thường tại vòng xuyến? Thứ nhất là xe có ngăn riêng xếp hành lý. Thứ hai là xe giao sữa. Thứ ba là xe tải giao hàng. Và thứ tư là xe tải dài. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, xe tải dài. Các xe tải dài có thể cần sử dụng nhiều hơn một làn đường để quanh xe ở vòng xuyến. Hãy ở lại phía sau và cung cấp cho họ nhiều khoảng trống. Câu 17. Bạn đang chuẩn bị rẽ phải ở ngã tư đường. Một tài xế đang lái xe về phía bạn cũng chuẩn bị rẽ phải. Lợi thế của việc rẽ phải sau chiếc xe đó là gì?
Thứ nhất là bạn sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về các phương tiện đang đi đến. Thứ hai là bạn sẽ sử dụng ít nhiên liệu hơn vì bạn có thể lái ở trong một số lái cao hơn. Thứ ba là bạn sẽ có nhiều thời gian để rẽ hơn. Và thứ tư là bạn có thể rẽ mà không cần dừng lại. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Bạn sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về các phương tiện đang đi đến. Khi bạn định rẽ phải ở ngã tư, nơi mà có xe đang đi tới cũng muốn rẽ phải. Nhìn chung sẽ an toàn hơn khi bạn rẽ phía sau phương tiện đang đi tới. Điều này cho phép bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn về các phương tiện đang đến. Câu 18. Bạn đang chờ ở một đường ray trên đường. Đèn cảnh báo màu đỏ tiếp tục nhấp nháy sau khi một đoàn tàu đã đi qua. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là ra khỏi xe và điều tra. Thứ hai là gọi điện cho người điều khiển tín hiệu. Thứ ba là tiếp tục đợi. Và thứ tư là lái xe qua cẩn thận. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, tiếp tục đợi. Ở một đoạn đường ray giao đường bộ, đèn đỏ nhấp nháy có nghĩa là bạn phải dừng lại. Nếu tàu đi qua nhưng đèn vẫn nhấp nháy, hãy chờ đợi, một chuyến tàu khác có thể đang đến gần. Câu 19. Ngoài đưa ra tín hiệu chỉ hướng là xi nhan, bạn còn có thể đưa ra tín hiệu cho những người tham gia giao thông khác như thế nào? Thứ nhất là bằng cách sử dụng đèn phanh. Thứ hai là bằng cách sử dụng đèn bên. Thứ ba là bằng cách sử dụng đèn sương mù. Và thứ tư là bằng cách sử dụng đèn nội thất. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, bằng cách sử dụng đèn phanh. Đèn phanh của bạn sẽ đưa ra một dấu hiệu cho các phía sau biết là bạn đang giảm tốc độ. Câu 20. Bạn sẽ thấy những dấu hiệu sọc đỏ và trắng này ở đâu? Thứ nhất là đến gần cuối đường cao tốc. Thứ hai là khi đến gần đường ray, level crossing. Thứ ba là khi đến gần biển báo về giới hạn tốc độ. Và thứ tư là đến gần cuối đường đôi. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, khi đến gần đường ray giao đường bộ, level crossing. Nếu có một khúc cua ngay trước đoạn đường ray giao đường bộ, bạn có thể không nhìn thấy các rào chắn đường ray hoặc các xe đang dừng để đợi ở đó. Những dấu hiệu sọc đỏ trắng này đưa ra cho bạn một cảnh báo sớm rằng phía trước bạn là level crossing. Câu 21. Bạn đang đậu xe trên một con đường phố bận rộn. Cách an toàn nhất để quay đầu xe để bạn có thể đi ngược chiều là gì? Thứ nhất là tìm một con đường nhỏ yên tĩnh để quay đầu xe. Thứ hai là lái xe vào đường phụ và lùi ngược về đường chính. Thứ ba là nhờ ai đó ra hiệu dừng các xe khác để bạn quay đầu xe. Và thứ tư là quay đầu xe bình thường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, tìm một con đường nhỏ yên tĩnh để quay đầu xe. Hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện việc điều khiển xe mà không gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Chọn một nơi an toàn để quành xe mà thuận tiện cho bạn và cho những người tham gia giao thông khác. Câu 22. Trong quá trình điều khiển xe nào, bạn có thể tháo dây an toàn của bạn? Thứ nhất là lùi xe, thứ hai là bắt đầu leo đồi, thứ ba là dừng khẩn cấp và thứ tư là lái xe chậm. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, lùi xe. Bạn có thể tháo dây an toàn trong khi bạn thực hiện lùi xe. Tuy nhiên, bạn phải nhớ thắt lại dây an toàn trước khi bạn tiếp tục lái xe. Câu 23. Giới hạn tốc độ quốc gia cho ô tô và xe máy trên đường đôi là bao nhiêu? Thứ nhất là 30 dặm trên giờ, thứ hai là 50 dặm trên giờ, thứ ba là 60 dặm trên giờ và thứ tư là 70 dặm trên giờ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, 70 dặm trên giờ. Hãy đảm bảo rằng bạn biết giới hạn tốc độ cho đường bạn đang đi. Giới hạn tốc độ trên đường đôi hoặc đường cao tốc là 70 dặm trên giờ đối với ô tô và xe máy. Câu 24. Bạn muốn đậu xe và bạn thấy biển báo này. Bạn nên làm gì vào những ngày và giờ hiển thị trên biển báo? Thứ nhất là đỗ xe trong một ô đỗ xe và không trả tiền. Thứ hai là đỗ xe trên vạch vàng và trả tiền. Thứ ba là đỗ xe trên vạch vàng và không trả tiền. Và thứ tư là đỗ xe trong một ô đỗ xe và trả tiền.
Thế ra đúng ở đây là bán thứ tư, đỗ xe trong một ô đỗ xe và trả tiền. Khu vực đỗ xe được kiểm soát sẽ được chỉ định bằng các biển báo và vạch kẻ đường. Đỗ xe không đúng chỗ có thể gây cản trở và nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác. Bạn cũng có thể bị phạt nếu không tuân thủ theo biển báo về đỗ xe ở đó. Câu 25. Khi nào bạn có thể dừng lại và chờ đợi ở một box junction? Thứ nhất là khi các xe đang đi đến ngăn bạn rẽ phải. Thứ hai là khi bạn đang xếp hàng chờ rẽ trái. Thứ ba là khi bạn đang xếp hàng chờ đi thẳng. Và thứ tư là khi bạn đi trên vòng xuyến. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, khi các xe đang đi đến ngăn bạn rẽ phải. Mục đích của box junction là để giữ cho các nút giao thông không bị kẹt xe. Bạn chỉ có thể đợi trong khu vực này khi bạn rẽ phải và làn đường thoát xe ra của bạn clear. Nhưng bạn không thể hoàn thành việc rẽ vì các xe sắp tới hoặc xe khác đang chờ rẽ phải. Câu 26. Bạn đang lái xe vào ban đêm với đèn chiếu xa được bật lên. Một chiếc xe đang vượt qua bạn. Khi nào bạn nên đổi sang bật đèn chiếu gần của xe? Thứ nhất là một thời gian sau khi chiếc xe đã vượt qua bạn. Thứ hai là trước khi chiếc xe bắt đầu vượt bạn. Thứ ba là chỉ khi người lái xe kia bật đèn chiếu gần. Và thứ tư là ngay khi chiếc xe đó đi qua bạn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, ngay khi chiếc xe đó đi qua bạn. Khi bật đèn chiếu xa, đèn của bạn có thể làm lóa mắt người lái xe phía trước. Hãy chuyển sang bật đèn chiếu gần ngay khi người lái xe kia vượt qua bạn. Câu 27. Trên khoảng cách nào bạn được phép lùi xe? Thứ nhất là không quá xa so với khoảng cách cần thiết. Thứ hai là không quá chiều dài xe. Thứ ba là tương đương khoảng cách bạn lùi xe quanh một góc đường. Và thứ tư là tương đương khoảng cách của một đường phố dân cư. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, không quá xa so với khoảng cách cần thiết. Bạn không nên lùi xe ở khoảng cách xa hơn mức cần thiết. Bạn có thể quyết định quay đầu xe bằng cách lùi vào đường mở hoặc đường phụ. Khi bạn lùi xe, luôn luôn nhìn xung quanh và quan sát người đi bộ. Đừng lùi xe từ đường phụ vào đường chính. Câu 28. Ý nghĩa của biển báo này là gì? Thứ nhất là áp dụng giới hạn tốc độ địa phương. Thứ hai là không được chờ đợi ở trên đường. Thứ ba là áp dụng giới hạn tốc độ quốc gia. Và thứ tư là cấm vào, các xe không được đi lối này. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, áp dụng giới hạn tốc độ quốc gia. Biển báo này không đưa ra giới hạn tốc độ cụ thể nào cả. Bạn nên biết giới hạn tốc độ cho loại đường bạn đang đi và loại phương tiện bạn đang lái, áp dụng theo quy định về giới hạn tốc độ quốc gia. Câu 29. Khi nào bạn có thể lái xe ô tô trong làn xe buýt này? Thứ nhất, ngoài giờ hoạt động ghi trên biển báo. Thứ hai là khi bạn muốn đến phía trước của một hàng xe đang xếp hàng. Thứ ba là bạn không thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Và thứ tư là để vượt qua các xe đang đi chậm. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, ngoài giờ hoạt động ghi trên biển báo. Một số làn xe buýt chỉ hoạt động trong giờ cao điểm và các phương tiện khác có thể sử dụng chúng ngoài giờ này. Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra biển báo để tránh giờ hoạt động trước khi lái xe trong làn đường xe buýt. Câu 30. Bạn đang đi trên một con đường chỉ đủ rộng cho một chiếc xe. Một chiếc xe khác đang tiến về phía bạn. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là táp xe vào parking place ở phía bên phải bạn. Thứ hai là buộc tài xế kia lùi xe lại. Thứ ba là táp xe vào parking place nếu xe của bạn lớn hơn xe kia. Và thứ tư là táp xe vào parking place ở phía bên trái bạn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, táp xe vào parking place ở phía bên trái bạn. Hãy táp xe vào parking place, khoảng đất để tránh xe gần nhất ở phía bên trái nếu bạn gặp một chiếc xe khác trên đường hẹp. Câu 31. Bạn đang chờ ở vạch sang đường Pelican Crossing. Đèn đỏ chuyển sang màu vàng nhấp nháy có nghĩa gì? Thứ nhất là đợi người đi bộ đang sang đường dở. Thứ hai là bạn có thể lái xe đi ngay lập tức mà không cần có do dự gì.
Thứ ba là đợi đèn xanh trước khi lăn bánh đi. Và thứ tư là hãy sẵn sàng và lái xe khi thấy đèn vàng hiển thị. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, đợi người đi bộ đang sang đường dở. Đèn vàng nhấp nháy cho phép người đi bộ đang sang đường dở tiếp tục băng qua phía bên kia trong thời gian của riêng họ mà không bị vội vàng. Câu 32, bạn có thể vượt xe trên đường một chiều ở đâu? Thứ nhất là chỉ ở phía bên tay trái. Thứ hai là không được phép vượt xe. Thứ ba là chỉ ở phía bên tay phải. Và thứ tư là ở bên phải hoặc bên trái đều được. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, ở bên phải hoặc bên trái đều được. Bạn có thể vượt qua các phương tiện giao thông khác ở hai bên khi đi trên đường một chiều. Tận dụng tối đa gương của bạn và đảm bảo có thể nhìn rõ ràng xung quanh trước khi bạn cố gắng vượt xe. Câu 33, biển báo này cho bạn biết điều gì? Thứ nhất là không thông qua đường. Thứ hai là kết thúc vùng làm dịu giao thông. Thứ ba là khu vực đỗ xe miễn phí kết thúc. Và thứ tư là khu vực cấm dừng xe kết thúc. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, khu vực cấm dừng xe kết thúc. Dấu hiệu này cho thấy bạn đang rời khỏi vùng được kiểm soát và các hạn chế về dừng xe không còn được áp dụng nữa. Câu 34, khi nào bạn phải dừng xe lại? Thứ nhất là nếu bạn có liên quan đến một vụ va chạm gây ra thiệt hại xe cộ hoặc thương tích. Thứ hai là tại một ngã ba nơi có các đường gateway. Thứ ba là ở cuối đường một chiều. Và thứ tư là trước khi sáp nhập vào đường cao tốc. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, nếu bạn có liên quan đến một vụ va chạm gây thiệt hại xe cộ hoặc thương tích. Bạn phải dừng xe nếu bạn liên quan đến một sự cố nào đó gây thiệt hại hoặc thương tích cho bất kỳ người nào khác, xe cộ, động vật hoặc tài sản. Câu 35, bạn đang chờ đợi ở một đường ray, một đoàn tàu đi qua nhưng đèn vẫn tiếp tục nhấp nháy, bạn nên làm gì? Thứ nhất là tiếp tục chờ đợi. Thứ hai là điện thoại cho nhà điều hành tín hiệu. Thứ ba là nhích xe lên trên vạch dừng và ngó xem có tàu không. Và thứ tư là xuống xe và điều tra. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, tiếp tục chờ đợi. Nếu đèn ở level crossing tiếp tục nhấp nháy sau khi tàu chạy qua, bạn nên tiếp tục chờ đợi bởi vì một chuyến tàu khác có thể đang đến. Hãy kiên nhẫn và đợi cho đến khi đèn ngừng nhấp nháy. Câu 36, bạn đỗ xe vào ban đêm trên một con đường với giới hạn tốc độ 40 dặm trên giờ. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là đỗ xe đối diện với hướng của luồng giao thông. Thứ hai là đỗ xe với đèn đỗ xe được bật lên. Thứ ba là đỗ xe và bật đèn chiếu gần. Và thứ tư là đỗ xe gần đèn đường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, đỗ xe với đèn đỗ xe được bật lên. Bạn phải sử dụng đèn đỗ xe khi đỗ xe vào ban đêm trên đường có giới hạn tốc độ lớn hơn 30 dặm trên giờ. Bạn cũng phải đỗ theo hướng của luồng giao thông và không được đỗ gần ngã ba. Câu 37, trên đường đôi có 3 làn đường bên phải có thể được sử dụng để làm gì? Thứ nhất là chỉ vượt qua, không được rẽ phải. Thứ hai là để vượt hoặc rẽ phải. Thứ ba là chỉ dành cho các xe di chuyển nhanh. Và thứ tư là rẽ phải không bao giờ được vượt. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, để vượt hoặc rẽ phải. Thông thường, bạn nên sử dụng làn đường bên trái trên bất kỳ đường đôi nào, trừ khi bạn muốn vượt hoặc rẽ phải thì bạn sẽ sử dụng làn bên phải. Câu 38, khi nào bạn có thể lùi xe từ đường phụ ra đường chính? Thứ nhất là chỉ khi cả hai đường đều không có xe cộ. Thứ hai là không được làm như vậy bất cứ lúc nào. Thứ ba là bất cứ lúc nào cũng được. Và thứ tư là chỉ khi đường chính không có xe cộ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, không được làm như vậy bất cứ lúc nào. Đừng lùi xe vào đường chính từ đường phụ. Con đường chính có thể sẽ bận rộn và các xe trên đó đang di chuyển rất nhanh.
Câu 39. Bạn thấy một người đi bộ đang chờ ở vạch sang đường zebra crossing. Thông thường bạn nên làm gì? Thứ nhất là đi nhanh qua đó trước khi họ bước chân lên vạch kẻ đường. Thứ hai là dừng lại trước khi bạn đi đến các đường rích rắc. Thứ ba là dừng lại để cho họ sang đường và kiên nhẫn chờ đợi. Và thứ tư là mặc kệ họ vì họ vẫn còn đang ở trên vỉa hè. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, dừng lại để cho họ sang đường và kiên nhẫn chờ đợi. Khi đứng trên vỉa hè, người đi bộ đang thể hiện ý định sẽ băng qua đường. Bạn nên nhường đường cho họ sang đường an toàn. Câu 40. Khi nào bạn có thể đỗ xe bên phải đường vào ban đêm? Thứ nhất là khi bạn đang ở trên đường một chiều. Thứ hai là khi bạn bật đèn side light lên. Thứ ba là khi bạn cách ngã ba hơn 10 mét. Và thứ tư là khi bạn ở dưới một cột đèn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, khi bạn đang ở trên đường một chiều. Đèn hậu ở ô tô sẽ phản quang màu sáng đỏ khi có đèn pha chiếu vào chúng. Chúng rất hữu ích khi bạn đỗ xe vào ban đêm, nhưng chúng sẽ chỉ phản xạ sáng đỏ nếu bạn đỗ cùng hướng với luồng giao thông. Thông thường bạn nên đỗ xe bên trái, nhưng ở đường một chiều, bạn cũng có thể đỗ xe ở phía bên tay phải. Câu 41. Giới hạn tốc độ quốc gia trên đường đơn đối với ô tô và xe máy là bao nhiêu? 30 dặm trên giờ, 50 dặm trên giờ, 60 dặm trên giờ hay 70 dặm trên giờ? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, 60 dặm trên giờ. Giới hạn tốc độ quốc gia trên đường đơn đối với ô tô và xe máy là 60 dặm trên giờ. Câu 42. Chiếc xe nào có thể có hướng đi bất bình thường tại vòng xuyến? Thứ nhất là xe thể thao, thứ hai là xe van, thứ ba là xe có ngăn xếp hành lý, và thứ tư là một chiếc xe dài. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, một chiếc xe dài. Một chiếc xe tải dài có thể phải đi giữa hai làn đường khi đến hoặc rời khỏi vòng xuyến để bánh sau không đâm vào lề đường. Nếu bạn đang đi theo một chiếc xe dài, hãy ở lại phía sau và cho nó thật nhiều chỗ để quành xe ở vòng xuyến. Câu 43. Không có biển báo giới hạn tốc độ trên đường, làm thế nào một giới hạn 30 dặm trên giờ được chỉ định? Thứ nhất là bằng các đường cảnh báo nguy hiểm. Thứ hai là bằng đèn đường. Thứ ba là bởi lối dành cho người đi bộ. Và thứ tư là bằng đường kẻ đôi hoặc đơn màu vàng. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, bằng đèn đường. Sẽ có giới hạn tốc độ 30 dặm trên giờ ở nơi có đèn đường, trừ khi có các biển báo khác cho thấy giới hạn tốc độ khác. Câu 44. Bạn đang lùi xe vào đường phụ, nguy cơ lớn nhất có xe đi qua thường xảy ra khi nào? Thứ nhất là sau khi bạn vừa điều động xe. Thứ hai là ngay trước khi bạn bắt đầu điều động. Thứ ba là sau khi bạn vào đường phụ. Và thứ tư là khi phía trước xe của bạn bắt đầu di chuyển. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, khi phía trước xe của bạn bắt đầu lăn bánh di chuyển. Hãy luôn luôn kiểm tra tất cả các hướng trước khi rẽ vào đường phụ. Có một cái nhìn tốt trong suốt quá trình điều động xe. Hành động theo những gì bạn thấy và chờ đợi nếu cần thiết. Câu 45. Bạn phải làm gì khi đi vào công trường thi công nơi giới hạn tốc độ tạm thời được hiển thị? Thứ nhất là tuân thủ giới hạn tốc độ. Thứ hai là tuân thủ giới hạn tốc độ nhưng chỉ trong giờ cao điểm. Thứ ba là mặc kệ giới hạn tốc độ hiển thị. Và thứ tư là sử dụng phán đoán của riêng bạn. Giới hạn đưa ra chỉ là một sự cảnh báo. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, tuân thủ giới hạn tốc độ. Khi có thêm mối nguy hiểm, chẳng hạn như tại công trường, thường cần giảm tốc độ giao thông bằng cách áp dụng giới hạn tốc độ thấp hơn. Những giới hạn tốc độ này không phải là một sự cảnh báo mà là bắt buộc. Bạn cần phải tuân thủ theo giới hạn tốc độ này. Câu 46. Biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là tốc độ tối thiểu 30 dặm trên giờ. Thứ hai là kết thúc tốc độ tối đa. Thứ ba là kết thúc vùng đi tốc độ tối thiểu. Và thứ tư là tốc độ tối đa là 30 dặm trên giờ.
Thế là đoán đúng ở đây là đoán thứ 3, kết thúc vùng tốc độ tối thiểu. Dấu gạch chéo màu đỏ ở biển báo này cho thấy rằng hạn chế đặt ra đã kết thúc. Trong trường hợp này, hạn chế là giới hạn tốc độ tối thiểu là 30 dặm trên giờ. Câu 47. Khi nào bạn có thể đỗ xe phía bên trái đối diện với những vạch kẻ đường này? Thứ nhất là nếu vạch kẻ gần bạn nhất đứt đoạn. Thứ hai là khi không có vạch vàng. Thứ ba là khi đưa hoặc đón hành khách. Và thứ tư là chỉ trong giờ ban ngày. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, để đưa hoặc đón hành khách. Bạn không được đỗ xe hoặc dừng xe trên đường được đánh dấu như thế này, ngoại trừ để đưa hoặc đón hành khách. Câu 48. Giới hạn tốc độ cho một chiếc xe kéo theo một caravan nhỏ trên đường đôi là bao nhiêu? 50 dặm trên giờ, 40 dặm trên giờ, 70 dặm trên giờ hay 60 dặm trên giờ? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 4, 60 dặm trên giờ. Giới hạn tốc độ cho xe ô tô kéo theo caravan hoặc trailer trên đường đôi hoặc đường cao tốc là 60 dặm trên giờ. Câu 49. Bạn thấy đèn đường nhưng không có biển báo giới hạn tốc độ. Giới hạn tốc độ ở khu vực đó thông thường sẽ là bao nhiêu? 30 dặm trên giờ, 40 dặm trên giờ, 50 dặm trên giờ hay 60 dặm trên giờ? Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, 30 dặm trên giờ. Sự hiện diện của đèn đường thường chỉ ra rằng có giới hạn tốc độ 30 dặm trên giờ ở đoạn đường đó. Câu 50. Bạn đang có ý định rẽ trái từ một con đường chính vào một con đường nhỏ. Bạn nên làm gì khi bạn tiếp cận nó? Thứ nhất là duy trì đi phía trái nhưng ở gần giữa đường. Thứ hai là duy trì đi giữa đường. Thứ ba là xoay sang bên phải đường ngay trước khi rẽ. Và thứ tư là duy trì đi bên trái đường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, duy trì đi bên trái đường. Vị trí đường của bạn có thể giúp những người tham gia giao thông khác dự đoán hành động của bạn. Hãy đi bên trái đường khi bạn sắp đến chỗ mà bạn muốn rẽ trái, và không đi vào giữa đường để có thể dễ rẽ trái hơn. Câu 51. Bạn đang đi trên một con đường được chiếu sáng vào ban đêm trong một khu vực xây dựng. Sử dụng đèn chiếu gần sẽ có tác dụng gì? Thứ nhất là bạn có thể nhìn xa hơn trên đường. Thứ hai là bạn có thể đi với tốc độ nhanh hơn. Thứ ba là bạn có thể đổi sang đèn chiếu xa nhanh chóng. Và thứ tư là bạn có thể dễ dàng được nhìn thấy bởi người khác. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, bạn có thể dễ dàng được nhìn thấy bởi người khác. Bạn khó có thể được nhìn thấy khi bạn lái xe vào ban đêm, ngay cả trên một con đường được chiếu sáng tốt. Nếu bạn sử dụng đèn chiếu gần, những người tham gia giao thông khác sẽ có thể nhìn thấy bạn dễ dàng hơn. Câu 52. Bạn đang đi trên đường cao tốc ở Anh. Bạn phải dừng lại khi được báo hiệu để làm như vậy vì điều gì trong số những điều sau? Thứ nhất là đèn màu vàng nhấp nháy phía trên làn đường bạn đi. Thứ hai là một nhân viên giao thông. Thứ ba là người đi bộ trên hard shoulder. Và thứ tư là một người lái xe đã bị hỏng xe. Thế là án đúng ở đây là án thứ hai, một nhân viên giao thông. Bạn sẽ nhìn thấy cảnh sát giao thông trên đường cao tốc và một số tuyến đường chính ở England và xứ Wales. Họ hợp tác với cảnh sát, giúp cho giao thông di chuyển tốt hơn và giúp cho hành trình của bạn an toàn nhất có thể. Sẽ là phạm pháp nếu bạn không tuân thủ chỉ dẫn của nhân viên giao thông khi họ yêu cầu bạn dừng lại. Câu 53. Biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là cấm vào. Thứ hai là cấm dừng xe, chờ đợi. Thứ ba là giới hạn tốc độ quốc gia. Và thứ tư là tuần tra viên giao thông của trường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. Đây là khu vực hạn chế cấm dừng xe. Biển báo này chỉ ra rằng có những hạn chế chờ đợi dừng xe ở khu vực này. Bạn không được phép dừng xe ở đây để chờ đợi. Câu 54. Bạn đang lái xe trên đường có làn đường dành cho xe đạp. Làn đường đó được đánh dấu bằng một đường vạch trắng đứt nét. Điều đó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là bạn không nên lái xe trong làn đó trừ khi là không thể tránh khỏi.
Thứ hai là có giới hạn tốc độ giảm với xe cơ giới sử dụng làn đường đó. Thứ ba là người đi xe đạp có thể đi cả hai hướng trong làn đó. Và thứ tư là làn đường đó phải được sử dụng bởi người đi xe máy khi đường quá đông đúc. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Bạn không nên lái xe trong làn đường đó trừ khi nó là không thể tránh được. Làn đường cho xe đạp được đánh dấu bằng vạch trắng liền hoặc vạch trắng đứt nét. Nếu vạch trắng liền, bạn nên kiểm tra thời gian hoạt động được hiển thị trên các biển báo và không lái xe hoặc đỗ xe trong làn đường đó trong những khoảng thời gian hiển thị. Nếu đó là vạch trắng đứt nét, bạn không nên lái xe hoặc đỗ xe trong làn đường đó trừ khi đó là điều không thể tránh khỏi. Câu 5 năm, bạn không nên đỗ xe ở đâu? Thứ nhất là trên đường có giới hạn tốc độ 40 dặm trên giờ. Thứ hai là tại trạm xe buýt hoặc gần trạm xe buýt. Thứ ba là nơi không có vỉa hè. Và thứ tư là trong vòng 20m của một ngã ba. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. Tại trạm xe buýt hoặc gần trạm xe buýt. Đỗ xe bất cẩn là một hành động ích kỷ và có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Điều quan trọng là không nên đỗ xe tại trạm xe buýt hoặc gần trạm xe buýt, vì điều này có thể gây bất tiện cho hành khách và có thể khiến họ gặp nguy hiểm khi lên hoặc xuống xe buýt. Câu 5-6, bạn nên làm gì khi gặp chướng ngại vật ở phía đường bạn đi? Thứ nhất là tiếp tục lái xe như bạn có quyền ưu tiên. Thứ hai là nhường đường cho các xe đi tới. Thứ ba là vẫy tay bảo các xe sắp đi qua. Và thứ tư là tăng tốc để vượt qua đầu tiên. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, nhường đường cho các xe đi tới. Hãy cẩn thận nếu bạn phải vượt xe đang đỗ bên đường hay bất kỳ chướng ngại vật nào. Nhường đường cho các xe đang đi tới nếu không đủ chỗ cho cả hai tiếp tục đi an toàn. Câu 5-7, bạn đang lái xe ở làn bên phải của đường đôi. Bạn thấy các biển báo đưa ra thông tin rằng làn bên phải đang đóng đường ở khoảng cách 800m phía trước. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là đi tiếp làn đó cho đến khi thấy hàng xe đợi phía trước. Thứ hai là di chuyển sang trái ngay lập tức. Thứ ba là đợi và xem làn nào di chuyển nhanh hơn. Và thứ tư là di chuyển sang làn bên trái trong thời gian tốt. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, di chuyển sang làn trái trong thời gian tốt. Hãy để ý các biển báo và tín hiệu giao thông. Nếu bạn được hướng dẫn thay đổi làn đường, hãy thực hiện trong thời gian tốt nhất có thể. Câu 5-8, bạn phải tuân theo tín hiệu dừng xe của ai? Thứ nhất là một người đi xe máy, thứ hai là một người đi bộ, thứ ba là một nhân viên cảnh sát và thứ tư là một tài xế xe buýt. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, một nhân viên cảnh sát. Bạn phải tuân theo các tín hiệu để dừng lại do cảnh sát và nhân viên giao thông đưa ra. Không làm theo lệnh dừng xe của họ là một hành vi phạm tội và có thể bị truy tố trước pháp luật. Câu 5-9, bạn có thể đi vào Box Junction trong trường hợp nào? Thứ nhất là khi có ít hơn 2 xe phía trước. Thứ hai là khi được báo hiệu bởi người đi đường khác. Thứ ba là khi lối ra của bạn clear. Và thứ tư là khi biển báo giao thông chỉ dẫn bạn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, khi lối ra của bạn clear. Đừng đi vào Box Junction nếu có xe đang đi ở lối ra của bạn. Câu 60, bạn cần phải có gì khi đậu xe ở chỗ đậu xe của người khuyết tật? Thứ nhất là một thẻ màu xanh da trời của người khuyết tật. Thứ hai là một chiếc xe lăn. Thứ ba là một chứng chỉ lái xe nâng cao. Và thứ tư là một chiếc xe hỗ trợ cho người khuyết tật. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Bạn cần có một thẻ màu xanh da trời của người khuyết tật giống như ở trong hình. Không được đỗ xe trong khu vực dành cho người khuyết tật trừ khi bạn hoặc hành khách của bạn là người giữ chiếc thẻ màu xanh của người khuyết tật. Thẻ này phải được đặt trong xe của bạn ở góc dưới bên trái của kính chắn gió của xe. Câu 61. Đường đôi bạn đang rẽ phải vào có giải phân cách rất hẹp. Bạn nên làm gì? Thứ nhất, lái xe đến giải phân cách và chờ đợi. Thứ hai là đợi cho đến khi đường rõ ràng ở cả hai hướng. Thứ ba là dừng ở làn đầu tiên để các phương tiện khác nhường đường. Và thứ tư là nhích xe lên một chút để thể hiện ý định của bạn.
Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. Đợi cho đến khi đường rõ ràng ở cả hai hướng. Khi giải phân cách hẹp, bạn nên đợi cho đến khi đường rõ ràng ở cả hai hướng trước khi tiến vào để rẽ phải. Câu 62. Ai có thể sử dụng vạch sang đường Toucan Crossing? Thứ nhất là ô tô và xe máy. Thứ hai là xe đạp và người đi bộ. Thứ ba là xe buýt và xe tải. Và thứ tư là xe điện và xe lửa. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. Người đi xe đạp và người đi bộ. Người đi xe đạp và người đi bộ có thể cùng sử dụng vạch sang đường Toucan Crossing. Câu 63. Ai có quyền ưu tiên tại một ngã tư không có tín hiệu hay vạch dấu gì? Thứ nhất là xe lớn hơn. Thứ hai là không ai được ưu tiên. Thứ ba là xe nhanh hơn. Và thứ tư là xe nhỏ hơn. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, không ai được ưu tiên. Do đó hãy quan sát tốt ở tất cả các hướng trước khi bạn tiến lên hoặc rẽ tại ngã tư này. Câu 64, bạn đang kiếm một nơi nào đó để đỗ xe. Khu vực này đã full chỗ đỗ xe, ngoại trừ một số chỗ được đánh dấu dành cho người khuyết tật. Bạn nên làm gì trong trường hợp này? Thứ nhất là bạn có thể đỗ xe ở chỗ của người khuyết tật khi nơi khác đã hết chỗ để đỗ xe. Thứ hai là bạn có thể đỗ xe ở đó nếu bạn ở lại với chiếc xe của mình. Thứ ba là bạn có thể đỗ xe ở chỗ của người khuyết tật miễn là vẫn còn chỗ trống khác. Và thứ tư là bạn không thể đỗ xe ở đó trừ khi bạn có giấy phép được đỗ xe ở chỗ của người khuyết tật. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Bạn không thể đỗ xe ở đó trừ khi bạn được giấy phép đỗ xe hợp pháp ở chỗ của người bị khuyết tật. Đỗ xe trong khu vực dành riêng cho người khuyết tật là bất hợp pháp trừ khi bạn có giấy phép được đỗ xe ở đó. Câu 65. Bạn đang lái xe qua level crossing, đèn cảnh báo bật sáng và chuông reo lên. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là đưa mọi người ra khỏi xe ngay lập tức. Thứ hai là dừng lại và lùi xe về phía sau để đường ray thông thoáng. Thứ ba là tiếp tục đi qua đó để đường ray thông thoáng. Và thứ tư là dừng lại ngay lập tức và sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, tiếp tục đi qua đó để đường ray thông thoáng. Trong trường hợp này bạn nên tiếp tục đi, đừng dừng lại trên đường ray giữa chừng, sẽ gây nguy hiểm. Câu 66. Một làn đường xe đạp được đánh dấu bằng một vạch trắng liền đang hoạt động. Điều này có ý nghĩa gì đối với người lái xe ô tô? Thứ nhất là làn đường đó có thể được sử dụng để đỗ xe ô tô. Thứ hai là bạn có thể lái xe trong làn đó bất cứ lúc nào. Thứ ba là làn đường đó có thể được sử dụng khi cần thiết. Và thứ tư là bạn không được lái xe trong làn đường đó. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Bạn không được lái xe trong làn đường đó. Hãy để làn đường đó thông thoáng cho người đi xe đạp. Đừng lái xe vào đó khi làn đường cho người đi xe đạp đang hoạt động.